Chào cả nhà nhé, chào cả nhà đến với buổi tập của câu lạc bộ Đài Phòng. Hiện tại các cầu thủ của câu lạc bộ Đài Phòng đang chia thành hai đội để thi đấu theo một bên là các tiền vệ dứt điểm, bên còn lại là các trung vệ. Đây, khu vực các tiền vệ đây, tiền vệ và tiền đạo. Hôm nay thời tiết cũng rất là dễ chịu, phù hợp với các bài tập của các cầu thủ. Dứt điểm Hoa Hùng. Đây là bài tập của các trung vệ, hay còn gọi là hậu vệ, cũng vậy thôi. Đây, Đào Duy Khánh đây. Hiện tại mình đang có mặt tại sân tập của câu lạc bộ Đài Phòng.
các cầu thủ đang nghỉ uống nước và chuẩn bị chia đội để tập đối kháng. Các cầu thủ cũng thấm mệt rồi, nhưng mà với tinh thần bóng đá thì vẫn là ok nhất. Mình hiểu đây. Rồi. Anh Đặng Văn Thành. Thái Bình, Đào Duy Khánh. Thủ môn Đình Triệu. Hoài Dương đây. Đây, 500 anh em ngồi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Up, 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 up
Thank you.
Chào cả nhà nhé. Hiện tại là buổi tập của câu lạc bộ Hải Phòng đã kết thúc rồi. Các cầu thủ đang chuẩn bị căng cơ, uống nước và lên xe. Cuối ngày rồi, cầu thủ cũng thấm mệt rồi. Nguyễn Trọng Hiếu đây, cất bóng. Văn Luân bật rất là tốt. Đoàn huấn luyện cũng như các cầu thủ đang cất dụng cụ đây. Trong nhiều cất bóng. Các cầu thủ đang căng cơ. Tiền triệu đây. Hôm nay rất nhiều các người hâm mộ đang đứng bên ngoài. Anh đâu nghe, anh không biết rồi, anh tự thấy không ai. Anh ơi, đồng hồ em. Anh ơi, có
Đang muốn ngồi nghỉ ngơi, chưa muốn về. Bộ hình anh Tài đang ngồi đây, Văn Minh rồi Joseph, Hữu Phúc, Mô Xét. Cầu thủ đứng dậy hết rồi. Ok rồi. Các cầu thủ lên xe rồi. Rồi, Phú Nguyên nữa. Đội hình đã lên xe rồi. Tại nhà thôi. Mới nhỏ lắm, mới nhỏ. Như cả mộ vào với bạn nói. Lên xe thôi. Chào các anh. Điện thoại đây.